Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi là chị Charlie Nguyễn, cũng được biết là Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là nghị viên của thành phố Westminster. Cùng với chúng tôi ngày hôm nay đó là luật sư cựu dân biểu Trần Thái Văn. Ông cũng và ông cũng chúng tôi là hai người sẽ hướng dẫn chương trình được gọi là chương trình bầu cử 2020 Election 2022. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin mời luật sư cựu dân biểu Trần Thái Văn gửi lời chào đến tất cả quý vị. Dạ, rất là cảm ơn nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị và quý đồng hương. Ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa trở lại cùng với anh Chí để mà cống hiến với quý vị những ứng cử viên cũng như là những cái chính sách và đề tài liên hệ đến sinh hoạt cũng như là đời sống của chúng ta ngay tại địa phương này. Và đặc biệt thưa quý vị, chương trình bầu cử 2022 của đài VBS là một cái chương trình mới mà không có các đài Việt ngữ nào đang là thực hiện. Chính vì như vậy mà chúng tôi thực hiện chương trình này để gửi cho quý vị những cái tin tức từ những ứng cử viên của cấp tiểu bang và liên bang, để quý vị biết rõ về những ứng cử viên này, để quý vị có thể dùng cái lá phiếu của mình bỏ cho đúng, cử cho xứng. Thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi rất hạnh được đón tiếp một người doanh nhân sẽ ra tranh cử vào chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang của địa hạt 30. Ông là Mitch Clemmons. So, Mr. Clemmons, why don't you briefly introduce yourself and your family, about your family background? Okay. So I'm Mitch Clemmons, running for State Senate District 30. I've been a plumbing contractor for the last 20 years, been a plumber for 30 years. Raised my family right here in the district that I'm running for. I was born in La Mirada. I grew up in Norwalk, raised my family in the local area. We currently live in Whittier. And still serving our community as a local plumbing contractor. My wife runs that business on a day-to-day basis, and my son is one of the plumbers. And nowadays I'm freed up to be able to take this opportunity to not only just serve my local community, but our entire state as a state senator if I win this race. Ông Mitch Clemmons, ứng cử viên của địa hạt 30 vào cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang California, nói rằng ông là một hiện giờ ông là một contractor, là một người thầu làm về plumbing, là ống cống, sửa nhà, thưa quý vị. Và ông đã làm việc này trong cái ngành này cũng gần 30 năm cùng với con và vợ của ông cũng về cái ngành ống cống hoặc là cầu cống, về contractor, và ông ra tranh cử vào cái chức vụ tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang California trong cái vùng Whittier và Montebello mà ông đang sinh sống hiện giờ, để mà ra cùng phục vụ các cư dân và các cử tri trong cái vùng này, thưa quý vị. It seemed to me that you are ready for the next step, according to what you said. So with the district that you are running right now, what are the cities that in your district? It's a pretty large district. State Senate seat comprises roughly 1 million residents, and so the district includes Norwalk, La Mirada, Santa Fe Springs, Bellflower, Downey, Pico Rivera, Montebello, Whittier, La Habra Heights, Rowland Heights, Hacienda Heights, La Puente, Diamond Bar, Walnut, and the Orange County city of Brea. Mm. Well, that's a lot of cities. Okay. I had them here. I don't. Right. So you're really good. You know your cities. Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí có hỏi cái câu hỏi là cái địa hạt thượng nghị sĩ tiểu bang ông ra tranh cử là bao gồm những thành phố nào, thì ông Mitch Clemmons có nói rằng đó là đây là một cái địa hạt khá lớn, một cái địa hạt thượng nghị sĩ của tiểu bang gần 1 triệu cư dân trong cái địa hạt này, và nó bao gồm những thành phố, cả chục thành phố thưa quý vị, là Norwalk, La Mirada, Santa Fe Springs, Whittier, Bellflower, Downey, Pico Rivera, Montebello, Rowland Heights, Hacienda Heights, Diamond Bar, Walnut, cũng như là thành phố ngay tại quận Cam đó là thành phố Brea. Nên các cư dân và cử tri nào mà sinh sống hoặc là sinh hoạt trong cái địa hạt này thì sẽ thấy trong cái mùa bầu cử này sẽ thấy tên của ông Mitch Clemmons trong cái ballot, là trong cái phiếu đi bầu của quý vị. I understand that you never held a public office but you are business owners. That's correct. For a long time, and you also mentioned that you are community leaders. What qualifies you for this seat position? So like you said, I am a business owner. I've been involved in the business community, serving my community for 20 years. I've helped a number of plumbers actually that serve the community well and were good plumbers. I've helped them get their own license. Mm-hmm. Creates competition for myself, but it helps us get good quality servants out there in the different communities in our area. And I also got involved with the California Republican Assembly, mm-hmm. and I was the founder and the president of the Whittier and La Habra Republican Assembly 2 years ago, and then I stepped out of that position last year so that I could run for this office. Mm-hmm. I've watched the legislation that they pass, and I read through the bills, and some of the problems they create could be easily rectified with some common sense. And I think that's it's being in the business world for a long time gives me a much better sense for what's going on in our communities, especially as a service plumber out there serving the local residents. Okay, let me translate that. That's pretty much a mouthful. Yes. Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí có hỏi rằng ông không phải là một dân cử, chưa có ra bao giờ tranh cử, nhưng mà ông là một doanh nhân trong cộng đồng. Trong cái địa phương mà ông sinh sống thì ông Mitch Clemmons nói rằng đúng như vậy, và ông đã làm việc với tư cách là một nhà thầu về plumbing, là về cầu cống, sửa cầu cống ở nhà hoặc là các cơ sở thương mại cũng hơn 20 năm vừa qua, và ông cũng đã giúp rất nhiều các học sinh hoặc là những người mà muốn vào cái ngành này, dù rằng ông biết rằng đây là họ sẽ là những người competitor, là những người mà sẽ tranh giành công việc với ông, nhưng mà đây là cũng tốt cho cái cộng đồng cũng như là cái nền kinh tế địa phương. Song song với cái việc đó thì ông cũng sinh hoạt trong đảng Cộng Hòa, nhất là trong cái tổ chức gọi là California Republican Assembly, là cái tổ chức bảo thủ của đảng Cộng Hòa, và ông đã sinh hoạt và đọc rất nhiều để mà chuẩn bị ra tranh cử về những cái chính sách lập pháp tại Quốc hội California. Đó là những cái dự luật mà ông thấy rằng đó là có thể sửa được, hoặc là có những cái dự luật mà đi ngược lại, hoặc là không có tốt cho cái nền kinh tế hoặc là nhu cầu của các cư dân và cử tri. Bởi vậy nên ông muốn ra tranh cử để mà có những cái giới thiệu những cái chính sách cũng như là những cái cách thức để mà làm việc một cách hữu hiệu hơn, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình bầu cử 2022 Election 2022 do luật sư cựu dân biểu Trần Thái Văn cũng như cá nhân chúng tôi Charlie Nguyễn Mạnh Chí hướng dẫn chương trình, hầu giúp cho cử tri cũng như là đồng hương của chúng ta hiểu thêm về những ứng cử viên đang ra tranh cử ở cấp tiểu bang và liên bang. Thưa quý vị, chúng tôi đang có cơ hội để phỏng vấn ông Mitch Clemmons, là một ứng cử viên của thượng nghị sĩ tiểu bang California, và cái địa hạt là 30 gồm những thành phố như là Norwalk, La Mirada, Santa Fe Springs, Whittier, Bellflower, Downey, Pico Rivera, Montebello, Rowland Heights, Hacienda Heights, Diamond Bar, Walnut, cũng như là thành phố gần đây nhất là Brea. Thưa quý vị, nếu quý vị là những người cử tri của những thành phố này thì chắc chắn rằng trên lá phiếu của quý vị sẽ có tên của ông. Let's back to your question. Next question is that it seemed to me that you are very generous. You actually help your competitor to compete with you. It's unheard of. But, you know, who is representing your district right now, and why do you think there is a need for you to be placed? So currently the representative in my district is Bob Archuleta. We actually did some redistricting, so he was the representative for District 32, and now it's going to be District 30. He doesn't represent the people well with his votes in the state legislature. And what I mean by that, for example, we recently had a bill, SB 107, that I believe is on the governor's desk at this time. But Bob Archuleta, my opponent, voted yes on this bill on August 31st. And that bill puts it on the backs of the California taxpayer to pay for transgender and surgeries and drugs for minors, for children in the state of California, without their parents' knowledge of what's going on. And what's more is it also will pay for children from other states to be to pay their travel expenses to come here to California, to pay for their transgender surgeries and drugs, and then also their parents aren't allowed to know about it. And if the parents from that other state try to subpoena California or an organization here that's treating their children, the bill makes a provision that California will not honor that subpoena. They won't respond to it. So they're really taking the parents' rights away from them. They're indoctrinating our children, and my opponent supports those types of policies. What I think we need in our state legislature is servant leaders. Yeah, I was done. Sorry. Yes, that actually is it's a good contrast. Việc mình chỉ có hỏi với ông Rick Clemmons, ông Clemmons, Mitch Clemmons, rằng đó là đối thủ của ông là ai và tại sao ông khác với đối thủ của ông, thì ông Clemmons nói rằng đó là đối thủ của ông là có tên là Bob Archuleta. Ông không có đại diện cho cái nguyện vọng cũng như là phản ảnh đúng cái lập trường của cái địa hạt này, dù rằng cái địa hạt này mới được vẽ lại theo cái thống kê dân số vào năm 2020. Thưa quý vị, một cái ví dụ điển hình rõ nhất mà ông đối thủ của ông Clemmons không có đại diện cái quyền lợi cũng như là cái nguyện vọng của các cử tri trong cái địa hạt này, thì ông Mitch Clemmons nói rằng đó là SB 107, SB 107 là một cái dự luật của Thượng viện mà ông đối thủ đã bỏ phiếu thuận và đang nằm ở trên cái bàn của ông thống đốc Gavin Newsom để mà ký vào thành đạo luật. Và cái nội dung của cái dự luật này, thưa quý vị, nó phải nói rằng nó rất là thiên tả, nếu mà không muốn nói là táo bạo và cấp tiến, là nó cho phép những đứa bé, các bé dưới tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi có cái thẩm quyền để mà thay đổi đi mổ hoặc là những thuốc mà người dân trả đóng tiền thuế phải trả, là tiểu bang, chính phủ tiểu bang phải trả và đài thọ cho, để mà đổi hệ phái, phải không anh Chí? Dạ vâng, đúng rồi, là sex change, đúng, dạ, là đổi hệ phái từ nam qua nữ và nữ qua nam, cũng như là giới đóng thuế phải trả hết và đài thọ hết cho các vị thành niên này. Và các vị thành niên này không cần, nếu mà có đổi hệ phái cũng không cần phải thông báo cho bố mẹ mình biết, và phải giữ được hoàn toàn cẩn mật. Mà không riêng gì về các con em của chúng ta nếu mà muốn đổi hệ phái, còn dưới 18 tuổi, mà kể cả các con em mà ngoài tiểu bang California cũng có thể được chuyển về đây nếu mà các cháu muốn đổi hệ phái hoặc là muốn có những cái cuộc mổ hoặc là các thuốc uống như vậy. Thì tiểu bang California một lần nữa cũng cho phép và đài thọ những cái thủ tục y tế này, thưa quý vị, mà bố mẹ của các cháu cũng không được biết và không cần phải cho, chính phủ không cần phải cho được biết, kể cả nếu mà có cái sự kiện tụng hoặc là những cái trác tòa từ tiểu bang khác. Như là chúng tôi lấy một cái ví dụ trác tòa từ Nevada đi, mà yêu cầu chính phủ tiểu bang hoặc là những cơ quan tiểu bang cần phải cung cấp những cái chi tiết về những cái thủ tục y tế như vậy đó, thì cái dự luật này nếu mà ký thành đạo luật đó thì cũng không cần cho phép rằng đó là chính phủ tiểu bang hoặc là các luật sư và tòa án cần phải thi hành hoặc là tôn trọng cái những cái trác tòa của tiểu bang khác về cái đề tài này, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Ông Mitch Clemmons trả lời rất là dài Tuy nhiên, anh luật sư Trần Thái Văn đã nhớ và thông dịch rất là rõ ràng cho chúng ta được hiểu biết về cái ý tưởng mà ông đang là suy nghĩ. So, Mr. Clemmons, can you name a few issues that facing the state of California and as well as your community at this point? I think the policies of the Democrat leadership have made a lot of the issues obvious right now. We have rising homelessness and crime. We have rising inflation and taxes. And we have the education of our children's being replaced with indoctrination. Mm-hmm. And parents' rights are being stripped away. Those things are critical to the basic foundation of our society for us to be able to function. We need to have safe streets. We need to have compassionate and real solutions for homelessness. Dạ, ông Mitch Clemmons đã trả lời cái câu hỏi của nghị viên Nguyễn Mạnh Chí là những cái vấn đề gì hoặc là những cái đề tài gì mà ông muốn giải quyết hoặc là thấy nó đang xảy ra trong cộng đồng của ông, địa phương của ông, thì ông Clemmons nói rằng đó, thứ nhất nó có một số vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề vô gia cư, cái tệ nạn vô gia cư càng ngày càng tăng lên cùng với cái tệ nạn an ninh không có được tốt, với những cái tỷ lệ tội phạm cũng được tăng lên. Song song với việc đó thì cái nền kinh tế cũng tệ hơn với những cái giá cả rất là mắc mỏ. Bởi vậy nên ông muốn có những cái biện pháp và chính sách để mà giải quyết về những cái đề tài này, cùng với những cái vấn đề an ninh để mà đem lại cái sự ổn định và an toàn cho cộng đồng và cư dân đang sinh sống trong vùng, thưa quý vị. So that, yes. Okay. I was just say the most important issue to me though is that last one that I mentioned, is that education of our children, because that's the way we protect our future from all of these other issues we have. They're only going to get worse if our children are indoctrinated to believe some of these crazy ideas that the left policies support. Yeah, và một trong những cái chính sách quan trọng nhất mà ông muốn giải quyết hoặc là muốn đương đầu đó là cái vấn đề giáo dục, cái hệ thống giáo dục cho các con cháu, các con em của chúng ta mà đang bị nhồi sọ hiện giờ bởi nhiều cái chính sách hoặc là nhiều cái ý tưởng, cái tư tưởng rất là cấp tiến, nếu mà không muốn nói là thiên tả, thưa quý vị. Và tất cả những cái vấn đề liên hệ đến tệ trạng, liên hệ đến phạm pháp hoặc là về vấn đề vô gia cư, tất cả những cái tệ trạng xã hội đó thì chúng ta cần phải giải quyết ngay từ nguồn của nó, là bắt đầu ngay trong cái hệ thống giáo dục cho các con em của chúng ta. Thì đó là cái đề tài hoặc là cái sự ưu tiên mà ông Clemmons muốn bỏ nhiều thời giờ để mà làm. So back to you, Mr. Clemmons. You are on the show talking directly to your voters. What do you want them? How do you want them to support you? Well, we obviously need the traditional support. We need volunteers. We need funds to help fund the campaign, and of course, we need your prayers. If you're a praying person, please be praying for us, because what we want to see is we want to see good people in this season be able to stand up and be supported by the constituents, so we can take our governments back for the people. You can support me at electmitchclemmons.com. That's electmitchclemmons.com. And on the website there's a link to donate, and there's information about how you can volunteer as well. Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí có hỏi một cái câu hỏi rất là thực tế, đó là nếu mà các cử tri và các cư dân trong địa hạt của ông Mitch Clemmons muốn giúp ông hoặc là liên lạc với ông thì làm cách nào để mà giúp ông trong cái công cuộc tranh cử này. Thì ông Clemmons có nói rằng đó là trong cái ban tranh cử của ông cần rất nhiều và có nhiều cái công việc cần phải làm. Ông cần những người thiện nguyện viên, những cái phương tiện tài chánh để mà có tài chánh để mà tranh cử, cũng như là cái sự cầu nguyện của quý vị. Ông cần tất cả những cái việc này, và quý vị có thể liên lạc trực tiếp với ban tranh cử của ông qua mạng lưới là elect electmitchclemmons.com. Một lần nữa, electmitchclemmons.com. Đây là những cái cách mà ông Mitch Clemmons có chia sẻ cùng với chúng ta để mà quý vị, các cư dân và cử tri có thể liên lạc trực tiếp và ủng hộ trong cái công cuộc tranh cử của ông. We have a couple more minutes. What else you want to tell the voters? That if you're interested and willing, maybe you can get involved with politics too. We need people to run for our school boards, to run for our city councils. We need people to get up and support so we can have representation of the people in our governments. Thank you so much, both of you, for having me on the show today. I really appreciate being able to talk to the people. Và phần kết thì ông trước hết đó là ông Mitch Clemmons có cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như là theo dõi cái cuộc tranh cử này của ông. Và ông cũng đã kêu gọi là quý vị nào mà có muốn phục vụ cho cộng đồng mà muốn ra tranh cử vào những cái chức vụ khác nhau tại địa phương là như là trong hội đồng thành phố hoặc là trong ủy ban giáo dục đó, thì cộng đồng của chúng ta bao giờ cũng cần những người tốt, những người có những cái nguyện vọng cũng như là muốn phục vụ cho tập thể chung. Thì đây cũng là một cái cơ hội vào mùa bầu cử để mà quý vị có thể ra tranh cử và phục vụ cộng đồng của chúng ta. Vâng, một lần nữa chúng tôi và luật sư cựu dân biểu Trần Thái Văn xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Mitch Clemmons, là một người đang là ứng cử viên của thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 30. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin được cảm ơn.